chia sẻ với các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách bảo dưỡng, và mà mình sửa chữa cái máy sắt cà phê khô này để làm sao nó theo ý của mình. Đôi khi mình mua con máy này mà đôi khi về nó to quá rồi, nó quá tải ấy, mà trong khi cái máy nổ của mình ấy, nó công suất nó nhỏ hơn cái máy này ấy, thì rất là nhiều bạn nguyên nhân bị kẹt, mình chạy một tí là nó bị tắc hoặc nghẽn hoặc là nó không tải được, đôi khi là phải thay cái máy nổ khác thì nó chi phí hơi cao, nên là mình có thể mình sửa lại cái máy trà này cho nó nhẹ bớt đi, nó đỡ cái tải nặng này, mà nó sẽ đỡ được rất nhiên liệu rất là nhiều. Thì hôm nay có cái tiền mình lượm được hai con này, mình chế thêm vào cái này của mình đấy, thì mình tháo ra thì mình sửa luôn, thì mình giới thiệu với các bạn luôn cái vấn đề cái con này là mình tự chế, thì mình chế rồi mình làm thì mình có những cái gì kinh nghiệm thì mình chia sẻ cho các bạn thôi. Bây giờ mình tháo ra cho các bạn coi, mình sẽ nói sơ qua về cái nguyên lý hoạt động của nó, xong rồi để các bạn biết nó, các bạn sửa theo nó thôi. Làm lên là số mở rồi, đôi khi nó bị không may nó bị con ốc cái nếp này, mình tháo rất là dễ. Đây cái dao của mình, dao này là làm bằng cái nhíp xe ô tô á, nó khúc đây này, mình hàn thêm cái này. Cái dạng cối này là nguyên lý hoạt động là khi nó quay thế này này, quay thế này là cái ruột gà này nó sẽ cuốn cà phê đẩy dần vào đây, đẩy dần vào trong cái này và cái răng này. Còn cái này á, cái này thì các bạn thấy nó sẽ khác với cái cối của các bạn. Đó. Thường thường cối của người ta là cái thanh dao này đấy, thì người ta sẽ làm thẳng này, nó làm thẳng này, làm thẳng thẳng này luôn. Thì đến khi mình trả thì nó rất là nặng máy, còn mình thì mình làm mất công hơn tí ấy, thì mình làm cho nó xéo thế này. Đó, nó xéo thế này. Nhưng tại sao là máy của mình nó D12 mà nó vẫn có thể chạy được? Đó, nó xéo thế này, này là tại sao nó nhẹ khi mà cà phê nó đưa thế này ấy, con dao nó không phải nó chém một lúc luôn, mà sẽ chém từ đây nó trượt lên đây, lúc nào nó cũng chém, nó đều, máy nó rất là đều, lúc nào cũng chém này. Đó, đầu này hết thì đầu này đã vào này, đầu này hết thì đầu kia tất tốc vào. Thế nếu mà mình làm ngang cái chấm bọc một cái thì nó rất là nặng máy, nó gần cái máy, nên là các máy các bạn là phải dùng là rất, nó phải từ 16 đến 22 ngựa trở lên thì mới trả nổi. Còn máy mình đây hiện tại mình đang xài có 12 thôi, thì tất nhiên là thằng nào nó nhiều ngựa thì nó khỏe rồi, nhưng mà mình muốn là độ thêm cái này vào thì nó sẽ đỡ được nhiên liệu của mình đi, máy chạy liên tục đôi đều, nó không bị này. Cứ thằng này dao này hết thì dao kia vào đầu, cuối của dao này là đầu dao kia, nó khác nhau chỗ này này. Các bạn thấy coi không, cái đầu ra là kia thì hầu như máy lúc nào nó cũng chém, nên là nó rất là đều máy. Cái thứ hai nữa là thường thường khi các bạn mua máy về thì năm đầu tiên thì thường thường mình trả nó hay bị nát, thì mình chia sẻ các bạn này, mình cứ một đấy là các bạn đo cái dao này, các bạn không để từ cái chân này lên cái mép này thì đôi khi nhà sản xuất thì người ta làm ta biết hết rồi, nhưng mà thường người ta làm cho nó mức lại họ già lại. Nhưng mà chỉ sơ ý một tí là cái chỗ đoạn mà nó vượt khóa quá 5 ly thì thường thường nó dễ bị nát. Tức là mình từ đây đến đây không cho nó quá 5 ly. Tức là nó chỉ nằm một khoảng 5 ly trở về thôi. Xong là tiếp theo các bạn là mình hơi mài sơ cái này thì đừng cho nó sắc quá. Thì thường thường mình chạy 1 năm rồi nó mới mòn được tí cái đầu này. Cái đầu này. Khi nó sắc quá là bắt đầu là nó rất dễ bị nát cái cả. Đó là nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đấy, không được quá 5 ly này. Nên là muốn cho máy nó nhẹ thì các bạn có thể làm thế này. Người bạn nào biết cơ khí thì cậy ra mình làm xà hàn đắp chéo là thôi.
Còn cái này là mình làm bằng nhíp xe hơi bị khó làm, nhưng mà làm xong rồi thì nó rất là bền. Cái này bằng nhíp xe cắt ra. Còn nếu mà bằng sắt mình tán ra thì nó nhai làm dễ, nhưng mà nó được không được bền. Đó, cứ cái thằng này đầu cuối dao này thì đầu dao kia. Nhưng khi mà máy nó chạy nó rất là cái dao này, cái dao đây vào. Thì bảo rằng là máy nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều, ổn định nhiều lắm. Trên thị trường thì thường thường là cái dao thẳng, không có dao dao xéo này đâu. Cái này là mình làm theo của mình này, nên là mình chia sẻ các bạn cái chỗ này. Cái thứ hai là cái ruột gà này, thì nó tùy theo cái cách làm của nhà mình thôi, nên là mục đích ở đây là mình chế theo cái ý của nhà mình thôi, chứ nó không phải vào cái chung gì hết, không theo cái chung nào hết. Mình theo nhà mình, ví dụ nhà mình cái máy của mình nó nhỏ, máy của mình nó nhỏ, nếu mà mình làm cái ruột gà nó cao quá thì máy nó cuốn rất là nhanh, cuốn vào rất nhanh ấy. Thì khi mà cuốn nhanh thì mình để cái họng này nó bé lại thì nó rất dễ là tắc cái đường cà xuống, nên đôi mình làm theo nhà mình thì mình mài bớt cho đi để cho nó cuốn chậm đi, thì mình mở cái họng nó rộng ra đây. Khi họng rộng ra đây thì đôi khi có cái que cái nào nó dài này thì nó sẽ lọt xuống, nó không bị cấn ở trên này. Cái này là mình sửa theo ý nhà mình nhá. Đó. Còn nhà sản xuất họ làm mà làm chung cho tất cả mọi người. Nhưng mà khi mình về nhà mình thì mỗi người theo một ý, thì chỉ mình biết cái nguyên lý của nó thì mình sửa. Muốn cho họng nó to ra thì mình mài cái này đi, thì mình mở to ra là nó sẽ cuốn vừa đủ vừa tới theo ý mình làm ở nhà. Không có mình cứ đóng dao tầm này thôi á. Thì đôi khi gặp một cái que cái cọc thì nó bị cấn, lâu lâu cứ phải móc liên tục. Thì cái này là mình có thể sửa lại tí, là máy nhà mình nó ăn nhiều quá, nó vào nhiều quá thì mình mài cái này đi tí, để nó hợp với cái máy nhà mình thôi. Mài đi này, mài cái này đi. Mài đi sẽ khi nào mà cảm thấy nó vừa, mình căn chỉnh trong độ khoảng năm đầu tiên là năm sau mình xài chuẩn là theo ý nhà mình. Đó, mài cái này bớt đi. Còn nếu mà nó mà ăn chậm quá, ăn mà thiếu cà, là cà luôn tục thiếu ở trong chỗ này, thì mình có thể đắp thêm một lớp vào đây. Cái này thì tùy theo các bạn nhu cầu các bạn, là cái máy mạnh hay máy ấy, thì mình chỉ giới thiệu là cái nguyên lý hoạt động của nó thôi. Khi mà cái họng mà nhỏ quá thế này thì nó sẽ rất là bị tắc cả chỗ này, cái que cái nó chống vào này, nhưng mà mở to được khoảng 2/3 là không bao giờ nó tắc. Đó là nguyên lý của ruột gà như vậy. Thì mình có thể mình mài hoặc là độ thêm, hoặc là mình mài bớt để theo cái ý của mình. Nhà nhiều người xài hay nhà ít người xài, nhân công ít, ví dụ đôi khi có một người làm hai người làm thì mình cho nó ăn vừa đủ vừa tới, thì mình mài cái này đi theo ý nhà mình thôi. Còn nhà sản xuất họ sản xuất chung, không theo nhà nào cả, nên họ theo cái ba gem công thức chung. Thì khi về nhà mình thì mình hiểu biết một tí thì mình chế ra theo ý. Còn riêng chỉ có cái này là cái này nó nhẹ máy ở cái chỗ này này, là cái dao này là dao xéo. Đó nên mình chia sẻ các bạn là quan trọng ở chỗ này thôi. Với cái thằng này thì mình theo ý mình. Cái thứ là khi thằng này vào tuyệt đối là những cái ba dớ chỗ này, ba dớ chỗ này mình làm cho nó trơn. Khi mà đóng dao đóng vào, cái dao mà mở thường thường tầm 2/3 này thì nó ít khi nó bị hóc cà này. Nếu mà cái cối mà nó ăn mạnh quá, mình mở nhỏ nhỏ thế này nó rất là dễ bị cấn cà thế này. Khi cấn cà cối nó rỗng bắt đầu là nó chạy thất thường, lúc nhanh lúc chậm rất là mệt, nên mình chỉnh sao là cho nó cái ruột gà nó đắp thêm hoặc mài đi cho nó vừa tới vừa đủ. Còn mấy cái nguyên lý này thì nó giống nhau, thì nhà sản xuất nó làm rồi thì mình cứ thể thế mà làm thôi. Chỉ có cái này của mình thì nó khác. Là thì hệ thống này thì thường mình cho cái lò xo đây này, mình cho lò xo đây để nó tự động. Thế mà nó cả mà nó ra nhiều nó tự động nó sẽ cần chỉnh cái căng này, nếu cả ít nó tự đóng lại là cái thằng này nó đóng, cái lò xo này nó đóng. Không có lò xo thì các bạn mình chế cái dây thun cũng được, dây thun này. Còn lấy cái lò xo nào mà kiếm một lò xo cho nó vừa độ cái độ đẩy của nó, thì cái này nó giống như là gọi là tự động, nó cả nhiều tự động nó đẩy ra này. Cả ít tự nó đóng vào, nó không bị chết theo cái kiểu mà quá chết. Thì các bạn thử để ý cái máy nhà mình nghiên cứu một tí thì mình sẽ làm được. Sau này mình chà cà nó rất là nhàn. Còn nhà mình thì mình chế theo kiểu của mình, chế nó khác với người ta này. Nên là nhiều nhân không có bay, tăng ga tăng cứ thoải mái thôi. Mình cứ tăng thoải mái không sợ nhân bay, mà nó có bay á, nếu mà chỉ kiểm tra chỗ này nó mới bay, mà nhân nó toạt tới đây là cá bay này, nhưng mà thường thường nó không bay. Mình cứ nhiều người thì mình tăng ga nhanh, mà ít người mình tăng ga chậm, nên một mình làm cũng được. Mà đông người thì mình tăng ga nhanh, nó chạy nhanh thì nó vào cà nó vào nhiều vậy thôi. Cái này là mình chế thì cái máy của riêng nhà mình thôi, chứ không nó không phải người khác, thì mình cũng khó nói chỗ này lắm. Chỉ giới thiệu cái đoạn này này thì các bạn có thể sửa được, chuyển cái đấy, chủ yếu chuyển cái này thôi. Chuyển cái này là một cho nó đi xéo, hơi nó hơi khó làm hơn một tí thôi, nhưng mà đi xéo này thì nó máy nó nhẹ hơn rất là nhiều. Các bạn có để ý xem cái này đó, cái đầu này hết thì đầu kia vào, nên máy lúc nào nó cũng là chém.
cái thế chém 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 dọc theo kiểu này nó bao giờ nó cũng ngọt hơn là cái ấy. Còn mấy cái mài dưới dao cái này thì các bạn chắc biết hết rồi. Đấy, với cái này là theo ý mình. Mình muốn bạn là muốn sửa theo ý mình thì sửa thôi. Nếu mà nó ăn nhanh quá thì các bạn mài bớt đi. Nó ăn vào nhanh quá, lúc nào nó họng mình phải đóng nó tới 1/3 cái họng. Thường thường mình mở từ nửa họng trở xuống thì là cả nó vào nó chảy vào rất ổn định. Nếu mà nó nhỏ quá thế này thì là nó dễ bị hóc bởi cái đầu que. Nên cho nó ra đây thì mình mài bớt thằng đùi gà này thôi. Mài hoặc đắp thêm là tùy các bạn thôi. Mình tùy theo cái máy nhà mình để mình làm. Đó đơn giản các bạn thôi. Nhân tiện hôm nay mình chế thêm cái quay này. Bữa trước mình lấy búa mình gõ không à? Bữa nay mình qua cái này mình làm đây thì mình chia sẻ các bạn luôn cái mẹo vớ vẩn này. Đó. Để mình bảo dưỡng mấy cái làm. Chủ yếu là cái nguyên lý hoạt động của nó là nó vào thằng này là đưa cà vào này, thằng này là chém cà này. Cái này là nếu mà nó cứ dày quá là cà rất là bị nát, nên cho nó vừa tới dưới 5 ly là được. Cứ dưới 5 ly được. Nếu mà nó cà mới mua về thì mình lấy cái đá mài tay cũng được, mình mài sơ đi. Sơ cái mép cái gà đầu này thì nó tương đương với 1 năm mình trà. Thì cà sẽ bảo đảm là nó bóng tròn. Cái thứ hai là cái máy nổ nó vậy. Máy nổ thường thường là mình cứ làm xong rồi mình để nguyên từ đầu năm sang năm. Đến khi cuối năm là rất là mệt, nên là các bạn lâu lâu thì mình nó rảnh rảnh, nhưng đến mình một mình quay tay á, quay tay cho vài vòng, vài chục vòng cái không có cho nó nổ được khoảng 5 phút mình tắt đi. Thì cái máy nó rất là bền. Để đây từ đầu mùa này đến đầu mùa kia là cái piston nó không có dầu. Đôi khi nó chỉ sơ sẩy cái nắp nhớt nắp nước nó xuống cái là nó sẽ han rỉ. Mình đã phải gia công cái đầu này rất hay, nên là chịu khó tí là lâu lâu mình quay đây được khoảng 5 phút 10 phút gì cũng được, hoặc là quay không thôi để cho nó cái bánh đà nó quay trơn, nó bôi dầu lên cái tông đó vậy thôi. Thường thường cái này mình rất là sơ ý cái đoạn này, nhưng để cái máy chỗ nào mà nó dễ nhìn dễ đồ, lâu lâu mình buồn mình quay tí là bảo đảm máy nó rất là ok. Hôm nay mình chia sẻ các bạn cái mẹo nhỏ đó thôi. Có cái gì thì các bạn cứ liên hệ để hỏi đây, mình giải đáp được cái gì thì giải đáp nhé. Cái này của mình nó chế cái này chế của mình nó khác hoàn toàn với thị trường. Mình cho đi ra gầm luôn, đi ra gầm đi ra kia, đi theo một chiều, nên nó đứng bên này nó hoàn toàn nó không có bị bụng, đi lại cái vòng tròn nó rất là dễ. Cố đi đây nó đi ra gầm, đi ra theo một hướng, theo một cái hướng ống bô xả luôn, ống bô khói của cái máy nổ á, nó không đi ra ngoài này. Đi ra ngoài này mình để mình đổ cà đổ kích rất là vướng, hoặc là mình làm gì nó chia đi ra một chiều. Nó chỉ có cái chỗ nào là hay nhất của mình, cho mình tâm đắc nhất chỗ này thôi. Nên các bạn nào muốn thích sửa lại thì sửa theo cái đó, rất là chuẩn, máy rất là nhẹ, bảo đảm nó là thay vì hồi xưa xài 20 ngựa giờ chỉ còn xài đến 16 ngựa là đủ, nhẹ lắm. Cái này của mình chạy có D12 thôi, D12 vẫn chạy được phà phà cái cối này.